để thưởng thức trọn vẹn vị bia 333. Đầu tiên, hít một hơi thật dài và đắm chìm trong hương hoa bia Hallertauer nồng nàn từ vùng Bavaria nước Đức. Sau đó, uống một hơi thật sảng khoái để hòa mình vào vị bia êm mượt, nhẹ nhàng, đầy chất pháp. Cuối cùng là cảm giác lâng lâng tự hào về tài năng của các nghệ nhân nấu bia Việt Nam suốt hơn 140 năm qua. Ba tinh hoa, một huyền thoại.